tại khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ trì tổ chức chương trình Tết Lao động năm 2019 với sự tham dự của hơn 2.000 đoàn viên người lao động trong tỉnh. Đến dự và chung vui với người lao động còn có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp. Tháng công nhân năm nay có chủ đề Mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên. Mục tiêu cụ thể mà Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra là xây dựng sửa chữa 10 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động khó khăn về nhà ở trên tổng số 60 căn nhà mái ấm công đoàn của năm 2019, mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Công đoàn các cấp cũng đã rà soát gần 1.000 trường hợp đoàn viên người lao động bị bệnh hiểm nghèo, khó khăn đã có kế hoạch hỗ trợ từ nguồn quỹ xã hội của tổ chức công đoàn. Để tháng công nhân lan tỏa mạnh mẽ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi anh chị em công nhân lao động với năng suất tốt hơn. Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động. Các doanh nghiệp quan tâm chăm lo công nhân lao động của mình, tạo điều kiện để người lao động hăng say hơn, sáng tạo hơn. Chương trình Tết Lao động năm nay đã diễn ra các hoạt động chính bao gồm tuyên dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc, 90 cán bộ nữ công tiêu biểu, 50 đoàn viên người lao động tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tuyên dương 34 công nhân kỹ thuật cao tiêu biểu. Đây là những tấm gương đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo và hoạt động công đoàn trong toàn tỉnh. Thì hôm nay em rất là vinh dự khi mà được tham dự chương trình là Tết Công nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức. Với phương diện của cá nhân thì em sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để phát huy tốt vai trò và trách nhiệm trong công việc. Người lao động người ta muốn có một cái cánh tay nối dài giữa quản lý và công đoàn, và quản lý xưởng và công ty, để người ta muốn truyền đạt những cái người ta thắc mắc, những cái nhu cầu thiết yếu người ta muốn truyền đạt lên cấp trên. Qua công đoàn chúng ta sẽ là cánh tay nối dài để hỗ trợ với người lao động. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Hiệp cũng đề nghị công đoàn các cấp, cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp tích cực quan tâm ủng hộ tổ chức công đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và lựa chọn hoạt động, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn để thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động tham gia thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động. Trong khuôn khổ ngày Tết Lao động còn có các hoạt động sôi nổi khác như hội thi văn nghệ, thể thao, bốc thăm trúng thưởng, vân vân.